Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay là ngày thứ 35 ở server của mình rồi. Và mình thì cũng đang level 335 luôn. Và bây giờ thì mình sẽ xả thêm mấy trăm đào nữa thôi là có thể lên được đại thừa tiền kỳ. Xem như thế nào anh em nhá. Đấy, bây giờ là mình phải auto đào cái đã. Nhưng mà mình sẽ trở về cái phiên bản gọi là âm thân của mình. Ủa, sao lực chiến cao vậy? À, không cao mấy. Ra trận tí. Rồi. Sau đó là ấn auto, né một choáng nha. Đấy, trong lúc chờ đợi nhận thư thiết các kiểu đã. Ôi, mấy hôm trước bận quá không tham gia được mấy cái event loạn đấu bang tranh ba di tích ấy. Ôi, không kịp chơi anh em ạ. Hôm nay lại tiếp tục một công thành chiến bang rồi. Càng phải ớt. Gì đây? Viker build rồi. Không biết là vào cái món đồ gì rồi anh em. Trời ơi, đất hỡi thế nhở. Hút máu với cả choáng sạch luôn. Không cần phải nói nhiều. All in là một chỉ số rồi, chưa ăn ai ấy. Chơi hai chỉ số hơi căng. Trừ liên bạo chơi hai chỉ số, còn lại mấy cái kiểu né choáng. All in một chỉ số anh em nhé. Tầm bảo bí cảnh ra nào. Ba củ cà rốt. Ok. Chơi luôn. Ui giời. Ui giời. Ôi giời. Càng thế nhỉ. Không vào đây để lên tầng tiếp theo đấy chứ. Bây giờ mình vẫn đang vật vã ở tầng 6 này anh em này. Đêm qua thì mình đã lấy được thêm một em ứng long nữa. Và mình có nút em cũ. Nó ra cái dòng suy yếu trị liệu. Không biết bao giờ ứng long của mình mới ngon lành cảnh nào đấy anh em ạ. Ảo thật đấy. Né. Ai chả được nhỉ. Ngon lành cảnh nào luôn. Ủa nhưng mà nãy sau mình thấy một cái âm thân của mình như là còn một món đồ hút máu lạc quẻ đấy thì phải. Thôi cố gắng đi, trả thêm mấy trăm đào nữa để có thể là thay đổi nốt một số những cái trang bị kia cho nó ngon lành. Ra phun choáng là sướng anh em nhá. Ừ, lại ra hút máu, ảo thế nhở. Không cóc không. Huyết mạch thiên tiên thì mình cứ all in cho cái nào mà mình gọi là chơi chính cái đã. Còn đâu thì nó không có nhiều cái linh thảo để có thể là chơi cả ba cái. Thế cho nên là mình cứ all in và phải né trước anh em nhá. Còn liên bạo chơi thế thôi. Đi đánh boss thì tầm đấy là được rồi anh em ơi. Và đây rồi anh em ơi. Cuối cùng thì giây phút đấy cũng đã xuất hiện rồi. Độ kiếp thế nào anh em. Ok, xem nào, lên đại thừa tiên kỳ chống ra làm sao anh em ơi. Trời ơi, hóng quá anh em ạ. Hóng mấy hôm rồi. Hôm nay cuối cùng có thể lên đại thừa tiên kỳ. Trời. Không biết là lên đại thừa tiên kỳ xong thì có thừa đào hay không hay vẫn thiếu đào. Đẹp dai anh em ơi. Trông nào. Bách select không. Ui, giải được của nó đấy. Trông có vẻ là say sưa lắm. Bình hồ lô có vẻ là căng thẳng đấy anh em này. Ui ôi, ra ngay một món phản công 178 vạn. Tiếc nhờ, mà lại thay cho một choáng này. Ui dồi, thôi không được rồi. Thốn thế. Cú thực sự luôn anh em ơi. Làm thêm một số nhiệm vụ nữa nào. Độ kiếp đi. Lên level 375 mới lên được đại thừa trung kỳ à. Ai à. Càng đấy. Rồi, khiêu chiến đấu pháp một lần đúng không? Ui, được quá nhờ. Cái này cứ từ từ làm nhiệm vụ thôi. Đầu tiên là trong một khiêu chiến yêu vương. Mình có thể là vã thêm được một con nữa này. Xem là đánh được nó hay không này. Có choáng ngay. Tao có choáng này. Ui, chưa được không choáng nữa. Choáng tiếp. Ui, thua mới đầu. Ui, mấy cái món hút máu cả phản công nhau nhiều lực chiến thế. Thốn nhở. Bây giờ ứng lòng của mình chưa có cường hóa linh thú thành ra đi vượt ải nó cứ bị khó khăn kiểu gì ấy anh em ạ. Bực thực sự luôn ấy. Rồi mày làm sao. Bố mình cho mày đi luôn này. Thử đổi sang né xem mà có ăn được không anh em nhá. Nguyên thể. Có phản công ấy. Ảo nhỉ. Nãy giờ ra hơi nhiều phản công rồi nhá. Rồi. Lại hút máu. 202 vạn. Ôi chào. Không hiểu kiểu gì luôn. Có tay. Khiêu chiến yêu vương. Nào đánh thử con này đây. À, tao né được. Tao né được. Uầy, đỉnh. Né có khi là ăn được anh em ạ. Ôi trời ơi, máu hồi này. Quả này là chưa đủ sát thương anh em ạ. Lại hút máu. What the hell. Lại phản công. Cú thực sự anh em ạ. Bực thế nhở. Bị nào nhở. Cay vãi anh em ơi. Không thể tin được. Ngày hôm nay chặt cây nó cứ bị làm sao ấy. Khiêu chiến yêu vương thế nào. Ủa. Kỳ cục vậy ta. Ủa đấy, vừa lại thêm món đồ gì đấy. Bạo kích à. À mày. Chết với ông. Ra trận. Bạo kích. Ui dồi, được quá nhờ.
tốc độ phần trăm giảm đi hơi nhiều nhưng chỉ số tăng tận 36.000. Ủa rồi, khai vội. Úi xời, 1,7 ức luôn anh em ạ. Được của nó anh em. Lại chuyển sang âm thần đi. À âm thân đi. Để xem auto của nó hên hơn ở cái phần nguyên thể hay không anh em nhé. Tiếp tục tự động đấy. Ê, khoan. Quên mất mình đang ở âm thân thì không thể nào mà auto kiểu này được. Đấy, đang huyết mạch câu trần thế này anh em này. Chết. Không được. Từ từ nha. Cái này nguy hiểm này anh em này. Mình cứ phải build môn phái chính của mình trước cái đã. Chứ còn build dàn trải ra là chết dở đấy. 1 2 3 thôi anh em nhá, mình chỉ reset đúng 3 lượt miễn phí thôi, còn đâu tích ngựa linh thạch lại chờ sự kiện. Nếu như không ra ứng long thì thôi. Rồi. Vẫn tiếp tục là chưa nhảy tầng thế này thì chết tôi rồi. Ôi giời ơi. Ui né này. Ôi giời ơi. Thứ mình cần là lên tầng mà nó chưa lên anh em ạ. Nhiệm vụ bí cảnh này. Tầm bảo 3 lần. Đi luôn chứ. Xem có lên được cái tầng luôn không. Ok. Ừ, ok. Miễn phí. Đấy, thế thôi. Đây rồi, thêm một lần nữa. Ôi chà. Đến bó tay mất thôi anh em ơi. Hai lần nữa. Phát này. Cái này biết bao giờ lên được tầng 10 anh em ơi. Nào, chuyển sang né đi. Nguyên thể này. Đâu, món này. Ui, được của nó luôn anh em ạ. Chất. Lên 1,7 ức luôn. Nghe vẻ âm thân auto nó có triển vọng hơn đấy. Lại chuyển sang âm thân vậy chứ biết là sao bây giờ. Bạo kích à, mày chết với ông. Nghe vẻ là tăng nhiều lực chiến này. Ôi giời, được. Tăng luôn, 100 vạn tự gì không tăng. Con cóc này trong nó bay luôn này. Tiếp tục là âm thân. Ôi, âm thân này là được đấy. Anh em lưu ý giống như mình nhá. Nếu như mà đang để ở nguyên thể mà auto đen quá thì chuyển qua âm thân, mà âm thân đen nó lại chuyển qua dương thần, hư thay đổi loan trình xoạch, thế cho nó biết thế nào là lễ độ anh em nhá. Ô, đang là cái gì đấy? Âm thân đúng không? Ôi trời, chết ngay với mình. 178 vạn luôn. Quẩy thế là với 1.800 đào này là mình lên luôn được level 338 này anh em. Ồ, ngon đấy. Cố lên nha, hành trình lên level 375 của mình không còn xa nữa đâu. Chắc là khi nào mà lên cây 15 là mình lại lên được đại thừa trung kỳ đấy anh em ạ. Ôi chết, làm nhiệm vụ này đã. Khiêu chiến đấu khác một lần đi. Ôi choáng này. Ủa ôi, ngon nhỉ. Tuyệt vời anh em ơi. Đi choáng luôn anh em ạ. Nhật ký xem nào. Ủa trời, 2,4 ức thế mà vẫn có lúc mình thắng được nha. Ảo thật đấy. Khi nào mình offline đi ngủ là kiểu gì mình cũng để một phải né của mình, tức là nguyên thể ấy. Một phải đấy mình bị mạnh nhất, chuẩn chỉ nhất. Thế mà ông này vẫn có lúc phải thua mình này. Ảo nha. Chó chết, đáng đời. Ai bảo là đánh mình dí cho lắm nào. Ê, kiểu gì chả có trận mình ăn được. Chắc là cũng cày đấy. Phản công à, phản công thì bay luôn. Mà dù là 215 vạn nha. Bây giờ làm trận đấu pháp đi. Ây à, cay à. Đánh thử bạn cay này xem nào. Ui, choáng ngay. Choáng ngay. Ui rồi đau nhờ. Mày này. Ai à. Thốn đấy nhờ, ứng long của bạn ấy thốn hơn ứng long của mình nhiều. Ứng long của mình cùi quá. Bao giờ kiếm được ứng long xịn cái là đi PK sướng liền anh em ơi. Có ứng long xịn cái là không sợ một con thằng Lào ngay. Chứ còn tầm này là vẫn sợ đấy. Bởi vì ứng long của mình cùi quá, toán suy yếu trị liệu với cái gì đâu ấy. Bạo kích 324 vạn. Wow, đại thừa tiên kỳ. Là một cái gì đấy cực kỳ khủng khiếp. Hiệu lực của trang bị tăng cứ phải gọi là ôi dồi luôn anh em nha. Ui dồi, ngon. Lên 1,75 ức rồi này anh em này. Chà chà, gắt quá nhỉ. Né 265 vạn à, lên luôn. Trời ơi, phần trăm giảm đi nhiều thế. Mỗi tội là chỉ số thuộc tính này tăng cao. À, bởi vì đây là linh bảo 3 sao mà thôi. Thay luôn, 200 vạn trả tội gì mà không thay cả anh em ơi. Ok la này, để xem phần trăm bị giảm thứ nhiều không. Thì chết, 264% rồi. Chưa lên được 300% anh em ạ. Không sao, không sao. Tiếp tục là âm thân đi. Để âm thân có vẻ là son đấy. Ra nhiều trang bị xịn sò con bò anh em ạ. Lại liên kích. Được đấy. Liên kích. Ôi dồi ôi. Yêu thế nhở. Perfect luôn. Tiếp tục là âm thân. Lại tự động tiếp. À, khiêu chiến nó phát một lần này. Đang hăng. Khiêu chiến cho mấy lần luôn đi. Sợ gì. Ôi dồi, đau chưa. Chỉ với một em hoàng đế của mình tấn công một phát thôi mà cái địch đã bị mất một khúc máu rồi. Choáng liên tục. Nhưng mà bạn ấy vẫn có cái khả năng siêu linh thú anh em ạ. Cay.
Tưởng Kỳ Lân đánh quả đấy là bạn ấy phải đi luôn rồi cơ. Ai ngờ vẫn hồi sinh dậy. May nhá. Úi. Trời ơi, tay nhanh hơn não rồi. Bởi vì trang bị cũ của mình vẫn là hút máu, mà trang bị mới vẫn là hút máu. Yêu lực tăng 187 vạn rồi mình không thay. Vãi thật. Đúng là tay nhanh hơn não là có thật anh em nhá. Vô cực tử xem nào. Chiu. 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 Ái à. Ái à. Hồi nhiều máu thế. Ôi à. Ôi giời, hồi đầy cây rồi. Cay thế nhỉ. Choáng cho mà biết mặt luôn này. Ấy, đừng 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 đừng. Ôi giời mày quá. Ứng lòng làm được việc đấy em ơi. Như lai á. Hút máu. Ôi, tiếc thế. Bạn nào đi nhìn mới nhỉ. Như lai. Oh wow. Ơ, trang bị mới. Bảo kích. 288 vạn yêu lực anh em ơi. Ui, được của nó luôn này. Ủa, sao mình lưu bạo kích cho son đấy nhỉ anh em nhỉ. Lên gần 1.8 ức rồi, trong khi đó hai cái môn phái ở DPK cần thiết của mình thì nó lại 1.7 lưu tiêu diêu này, chết. Tiếp tục auto đi. Nào bây giờ đi đánh bạn Như Lai này xem mà đánh đây không nha. Nhìn có vẻ là mới này. Mới này. Ai à, choáng chưa. Choáng chưa. Nhưng mà cay này, đấy mình bảo anh em là nếu như anh em mà chơi em Thanh Long này là rất chi là ổn áp luôn nhá. Mình thấy em Thanh Long này càng về sau càng hiệu quả, đặc biệt là khi mà ra ba môn phái. Đấy, em nó có thể đi được với cả ba môn phái luôn. Mặc dù là bị choáng, bị đóng băng thì Thanh Long vẫn đánh như bình thường. Biết thế ngay từ đầu, trời luôn Thanh Long chọn Kỳ Lân thấy hơi sai sai anh em ạ. Lại liên kích. Ờ hay. Đều thế nhở, nào có ra nhiều mà liên kích thế. Ôi rồi tăng luôn này. Ủa, 24.1%. Oh wow, chỉ số này cũng nhiều này, phải thay luôn. Ok à, lại tiếp tục vào lên kích này. Cú thế nhở. Ờ, lại vẫn là tăng lực chiến luôn. Có mỗi môn phái lên kích này là lực chiến từ nãy giờ lên ầm luôn anh em ạ. Chết dở đấy. Hai môn phái này cho trang bị nó xin 6 con bò tí đi. À đây rồi, có một cái trang bị né này anh em mày. Mãi mới ra được cái né, ra trận luôn. Ôi trời, xịn thế nhở. Chỉ số thì, ôi, 311k, ô, hơn này là có, uầy, gần 100k điểm công này, vãi, lấy luôn, lại liên kích. Vừa vừa thôi chứ, ôi, vẫn tăng, đều thật nhờ. Chính ra là liên bạo build sau mà anh em thấy lên nhanh hơn cả nguyên thể âm thân của mình. À, tiếp tục là một món né nữa rồi anh em ơi. Nghe vẻ là vai nổi, cú thế nhờ. Yêu lực giảm nhiều thế. Đây này, nó do cái phần HP này bị giảm đi bao nhiêu này anh em này. Nhưng công tăng được một tí. Né tăng phần trăm này. Ờ, nhạy bén tăng này. Thổ cũng tăng này. Ôi, thầy luôn. Mặc dù là yêu lực giảm đi, nhưng mà những chỉ số mình cần nó lại tăng. Ai. Thế vẫn thay được.